Hai, nay chào mọi người nha. Bữa nay đi gom bẫy với lại anh Đạt Nguyễn Cần Giờ nha. Đó, anh Đạt Nguyễn, Đạt cô biển Cần Giờ đó. À, nay có sư phụ cũng đi theo nè. Rồi 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 rồi, anh ta có cây chọt mà. Trời ơi, cây chọt đó hả? Đúng rồi. Trời ơi, chết rồi xong. Em đâu bẻ nhưng mà đâu. Bữa nay chơi lại môn hổ hán quyền nha mọi người. Đĩa luôn. Nãy giờ thăm 5 cái dính được con con bánh mì nè. Rồi nghe. Nó bung ra đó. Chạy lắm nghe. Khổ 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 khổ. Nó bự dữ vậy. Cái thùng mang nó bự chứ có nhiêu. Nghĩa luôn. Nào. Nào tên hậu đâu? Đừng đừng, bình tĩnh nè nha. Bùng mang nào. Nè. Gờ thứ đi. Đe lưỡi kìa. Đó. Nó đâu có làm gì anh đâu hết chưa. Dễ thương ha. Ừ, dễ thương lắm. Nhìn em kìa. Nè, vút vút nó thôi, nhẹ nhẹ thôi. Ui. Gì đấy ghê vậy. Hồi nó bình mang bự vậy đó. Không, bình tĩnh. Bình tĩnh. Nè, cầm thử cái đi, bắt rắn, mốt thì về cần giọt rắn. Ôi. Giờ giờ rắn nổi. Ừ. Đó. Gì trời. Căng bể chè luôn á. Rắn nào mà nó nhát kìa. Ôi. Ủa. Đi. Nè, đụng ai. Nhẹ thôi. Ai ai ai. Nè, nè cầm đi. Thôi thôi được rồi. Bỏ không cầm ra nó bắt. Thành đâu đi. Bữa nay còn 5 cái nữa. Thành đâu đi. Rồi rồi rồi. Sao rồi xong rồi dụng văn ta hết rồi. Nếu còn văn nào dứt liền á. Nè tôi cầm nha các bạn. Nội này cũng ác thiệt chứ. Mày dễ như vậy bánh bắt sao được cha. Con này lấy màu vàng đẹp ha. Con đầu tiên rồi mọi người. Sẽ ngày gỡ 5 cái đó. Có hàng, có hàng. Trời ơi. Đặt cái lồng ba con chuột. Ừ. Lập siêu to siêu khổng lồ tùm lum hết trơn. Ừ, hổ hả? Ừ, hổ á, bự lắm. Sao biết nó ai trọng? Biết. Không nó thấy đó. Không nó thấy như lại cái da lột mà em cái da lột mà em đưa cho anh đó, là nó nằm em. Còn là kia cái nữa. Ai đù ghê trời. Đây đây đây, còn kia cái nữa. Đi. Bây giờ chuẩn bị tiếp tục đi thăm nha mọi người. Nãy giờ là khởi động. Ôi. Đây ngập thiệt ta. Cái mùi gì nó con. Ồ, chuột sống luôn kìa. Nãy mình muốn. Có hành hả? Vậy là con cái thôi hả? Ta không phải đi bộ, đi xe mà. Chứ nó bị chó nó vớt luôn à. Nguy hiểm thiệt chứ. Chỗ bí ẩn nè đây. Trời ơi chắc chết luôn á.
Trời ơi. Ổ gì đây ta? Trời. Ngập vậy mà chuột cũng sống nữa hả? Sao nhiều lần trong cuộc điện tự sát chứ không thành nha mọi người. Cái đầu nó đã không còn tóc nữa. Hai cái hả? Ba cái, bốn cái. Còn không? Cái nè. Máy đặt có luôn. Tiền nhấp cho tôi. Rồi. Có. Đặt sao là bật tường hả? Ôi sao sáng mà nó cũng kêu nữa ta. Nó đẻ nè, nó đẻ đằng kia nữa kìa. Không biết nó đẻ hay ếch đẻ à. Thôi. Đặt giữa lùm không chết rồi. Ngã không ta? Được nữa, tao đâm thiệt á. Sao nó kè lưỡi ghê quá. Bắt đây. Trời ơi, sợ rồi, không sợ rồi. Tao bị cái ngắt kìa. Kẹt hôm rồi, đẻ cái hôm dưới xuống, rồi đẩy cái hôm trên lên. Ừ. Rồi, để lên lại. Đại ca bắt rắn. Trời nó bự. Cũng hả? Nó bự dữ vậy, con này ký không? Tám lại. Nó bự dữ vậy. Tôi bị cái gì vậy? Nên không có đây, ở đây ít ít chặt không? Nè đây nè. Dồi tựa hay gì ta? Tôi kẹt cái gì vậy? Từ từ cho nó chạy nha, tôi bị ngồi nha. Trời nó ỉa luôn. Trời ơi, coi ông bắt cái quải à. Trời ơi, nó ỉa. Con nghe nhạc giật. Ôi, giúp em luôn mày. Giá chết luôn mày. Cho nghe nhạc giật. Để bỏ vô. Đâu anh? Anh bỏ hộ người vô trước đi. Rồi. Từ sớm tới giờ được hai con rồi mọi người. Hai à, số lượng 7 nè. Lấy lại chở lên phụng phụng cái em nha, còn 3 cái nữa. Rồi. 4 cái nữa. Rồi luôn mọi người. Coi như là bữa nay là kết thúc nha. Được có 2 con. Con bánh mì với lại con hổ hành nha. Đó, hổ hành được con hổ hành bự bự chứ. Đó, con này chắc 7-8 lạng á. Làm cái gì? Cái nó ỉa nè. Nó bây giờ đấy nè, nó ỉa. Giống đậu, giống nít luôn. À, nó mua 15 quẻ về đặt gắn mà sợ gắn. Mày cứ làm gì không? Giờ bữa nay là đi thăm Vút 7 bên anh Đạt luôn nha mọi người. Ổng bây giờ ổng nghỉ luôn nha. Rồi có một số 7 đây nè, cỡ 20, hai mấy 30 cái á. Dù mà có anh em nào muốn mua thì liên hệ mình, ổng để rẻ rồi nha. Bẫy dài có, ngắn có, bự có, nhỏ có này nha. Bẫy này bẫy ngon, bẫy dính hay không?
cướp bọng rồi tùm lum hết trơn. Ổng này ổng bảy này ổng mới đặt có chừng tháng à, giờ nhà có một chuyện không có không có đặt được nữa nên bây giờ ổng cần nhường lại. Anh em nào muốn muốn đi đặt trải nghiệm thử thì mua, có thể là mua mấy cái này về nè, để liên hệ với mình, liên hệ với mình nha, mình ra mình giao cho nè. Đó, 73 nữa nè. Còn mấy cái này đặt gom về không nha. À, anh em nào cần thì liên hệ nha mọi người. Rồi cái bẫy siêu to siêu khổng lồ này nữa. Rồi. Vậy ha, anh em nào có thì có nhu cầu mua thì liên hệ mình nha. Này rẻ thôi chứ không mắc đâu. Rồi. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Rồi khoan. Cái quần đệ nào ông không chỉ dụng ổ nó bắt cái ướt nghề quá. chơi lát nữa đi thăm bảy gắn quần đệ ơi. Thăm đứa gắn giờ thằng này là này là xong rồi đó. Một quần đệ nó vừa bỏ nghề. Nhưng mà càng tốt. Chúng ta có thêm một quần đệ nữa chắc giàu nghề. Chứ lạnh hậu càng già. Rồi.